Xin chào anh chị em nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Thành Hóa Stock. Thì trong video ngày hôm nay Thành sẽ cùng với anh chị em nhận định về thị trường trong phiên giao dịch ngày 14 tháng 12. Và qua đó Thành cũng sẽ đánh giá và đưa ra cái góc nhìn cho anh chị em về cái thị trường trong giai đoạn sắp tới. Và đặc biệt trong cái tuần này như anh chị em cũng đã biết rồi, thì tuần này chúng ta có một cái phiên đáo hạn phái sinh và Fed sẽ có cái sự kiện cuộc họp của Fed vào giữa tuần. Thì với những cái sự kiện này thì nó đang đè nén lên cái tâm lý nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà đối với thị trường chúng ta lúc bấy giờ thì theo là đánh giá thì trong cái tuần này thì hai cái phiên đã có cái sự khởi sắc về cái dấu hiệu dòng tiền rồi, có nghĩa là dòng tiền bắt đầu quay trở lại thị trường trong phiên giao dịch ngày trong hai phiên giao dịch trở lại đây rồi. Và anh chị em cũng đã thấy là trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì chúng ta thấy là có dấu hiệu dòng tiền quay trở lại đối với ngành thép, và hay nói chính xác hơn là các cái cổ phiếu thép lớn, chẳng hạn như cổ phiếu HBG nè, HSG hoặc là Nam Kim. Thì chúng ta thấy là dòng tiền bắt đầu có sự khởi sắc hơn so với giai đoạn trước đó. Nhưng đối với các cổ phiếu thép ở thời điểm hiện tại thì Thành cũng đánh giá đây chỉ là những cái nhịp hồi kỹ thuật mà thôi, và nó vẫn chưa cho chúng ta một cái tín hiệu gì cụ thể là cổ phiếu thép có thể là vào sóng hoặc là tăng trở lại trong những cái nhịp sắp tới. Thì ở thời điểm hiện tại thì Thành cũng đang lưu ý và theo dõi lại thôi đối với ngành thép. Nên là đối với anh chị em nào đang có cái ngành thép, đang nắm cổ phiếu thuộc ngành thép á, thì chúng ta cũng sẽ lưu ý những cái vấn đề này để mà chúng ta tránh bị cái tâm lý FOMO theo cái nhịp hồi kỹ thuật của cổ phiếu, và chúng ta đưa ra những cái quyết định là mua theo những cái giá nó hơi cao để mà ảnh hưởng tới cái quá trình đầu tư của anh chị. Thì đây là những cái góc nhìn về cái cổ phiếu thép Thành vẫn đánh giá đây là một cái nhóm ngành anh chị em có thể theo dõi lại thôi, chứ Thành vẫn chưa khuyến nghị đầu tư vội ở thời điểm này. Nên là những cái điểm mua hoặc là những cái việc chọn thời điểm để tham gia thì chúng ta cũng sẽ cần theo dõi và theo sát thêm một hai phiên nữa, xem những cái tín hiệu phục hồi cụ thể của cái nhóm ngành nó như thế nào, và chúng ta sẽ ra quyết định trong những nhịp sắp tới. Thì trong một cái quá trình giảm cổ phiếu thì anh chị em cũng sẽ thấy rồi, trước đây chúng ta có các nhóm ngành ngân hàng, và tính đến thời điểm hiện tại anh chị em cũng sẽ thấy khi mà các cổ phiếu ngân hàng sau một cái quá trình giảm mạnh á, giảm mạnh ở giai đoạn trước, thì chúng ta sẽ thấy là quá trình đi lên của cổ phiếu gặp rất là nhiều khó khăn. Chẳng hạn như Thành thấy là STB cũng có tín hiệu hồi, là một cái phiên tăng trần vào ngày 5 tháng 10, thì đây là Thành đánh cái ví dụ thôi để anh chị em dễ hình dung. Chẳng hạn sau một cái đà giảm mạnh thì STB cũng có một phiên tăng trần, nhưng sau đó thì thế nào anh chị, cổ phiếu vẫn duy trì cái đà, vẫn tích lũy rồi vậy lên, lại có những áp lực điều chỉnh và sẽ lên một cách rất là từ từ. Đấy thì nó cũng cho chúng ta thấy cái nhóm ngành thép ở thời điểm hiện tại thì cái động lực của nó không còn quá nhiều nữa, thì những cái nhịp hồi nó cũng mang chất là hồi kỹ thuật mà thôi. Và nếu mà chúng ta muốn quay trở lại đối với nhóm ngành này thì chúng ta nên cân nhắc chờ đợi những cái tín hiệu nó phù hợp và nó tốt hơn để mà chúng ta tham gia lại, thì nó sẽ tối ưu hơn ở thời điểm hiện tại cho nhóm ngành thép. Vì thế nên là anh chị em nào có đầu tư vào nhóm ngành thép thì chúng ta sẽ lưu ý ở thời điểm này để mà chúng ta cân nhắc và chọn lựa cho nó kỹ càng và nó chính xác hơn một chút. Thì hôm nay chúng ta thấy là thị trường cũng có tín hiệu là biến động rất là mạnh, biên độ cũng tương đối là lớn trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì có lúc là chỉ số tăng 6-7 điểm và có lúc cũng tương tự như vậy, giảm 60 điểm. Thì những cái nhịp mà giằng co trong cái biên độ nhất định như vậy, như Thành cũng đã chia sẻ cho mọi người trong những video trước rồi, thì ở thời điểm hiện tại chỉ số vẫn sẽ giằng co và biến động trong biên độ từ 1470 cho tới 1480 điểm. Thì đang nhiều khả năng sẽ là cái biên độ cái biên độ biến động của chỉ số ở thời điểm hiện tại, khi mà chúng ta thấy là mặc dù chỉ số có tín hiệu vượt lên trên tất cả các đường EMA rồi và tín hiệu phục hồi những phiên trước rất là tích cực, nhưng mà chúng ta vẫn sẽ cho chúng ta cái tín hiệu là EMA 10 vẫn đang nằm dưới EMA 20. Thì EMA 10 của Thành là cái đường màu xanh dương, thì nó vẫn đang nằm dưới EMA 20 và nó chưa cho cái tín hiệu cắt lên, thì nó chưa cho chúng ta những cái động thái nó tích cực và nó phù hợp cho thị trường trong giai đoạn sắp tới. Và về dư địa của chỉ số ở thời điểm hiện tại thì vẫn còn cái dư địa tăng trong một cái giai đoạn trung và dài hạn. Nên là cái góc nhìn này Thành vẫn đánh giá đây là những cái nhịp tích lũy lại để mà nó phục vụ cho một cái nhịp tăng trong giai đoạn sắp tới. Thì anh chị em có đầu tư thì chúng ta có thể là theo dõi những nhịp trước, chúng ta sẽ thấy đó, khi mà giai đoạn dưới mốc 1400 điểm thì chúng ta sẽ thấy là thị trường hoặc là chỉ số VN-Index chúng ta đi ngang rất là lâu, và trong cái quá trình đi ngang này vẫn có cổ phiếu tăng và vẫn có cổ phiếu giảm. Nên là anh chị em nào có đầu tư vào cái thời điểm trước thì chúng ta cũng sẽ biết rồi, cái việc chọn lọc cổ phiếu vẫn rất là quan trọng. Vì thời điểm hiện tại cái dòng tiền chúng ta nó yếu rồi anh chị, dòng tiền nó hơi yếu so với giai đoạn trước, nó không được còn hồ hởi hoặc là hào hứng như giai đoạn trước nữa, mà dòng tiền dần dần yếu đi trong những cái thời điểm hiện tại rồi. Và cái việc mà dòng tiền luân chuyển giữa các nhóm ngành nó vẫn sẽ có, nhưng mà nó sẽ chậm hơn một chút. Thành lấy ví dụ như hôm qua chị em nào có xem video thì Thành cũng nói về sự hưng phấn của nhóm ngành bất động sản, thì hôm nay các cái cổ phiếu thuộc nhóm ngành bất động sản thì có dấu hiệu điều chỉnh, hoặc là một vài cổ phiếu mà nó khỏe nhất ngành, chẳng hạn như cổ phiếu DG, đây là một trong những cổ phiếu khỏe nhất ngành, nó vẫn giữ được cái lực, cái đà tăng của nó. Còn các cổ phiếu còn lại, Thành lấy ví dụ là Nam Long nè,
hoặc là SCR thế cũng có giữ sắc xanh mà duy trì sắc xanh nhẹ thôi, không có duy trì cái đà tăng mạnh trong giai đoạn như giai đoạn trước đó nữa, như cái nhịp hôm qua nữa. Nên là Thành vẫn hay khuyến nghị anh chị em là có mua và có đầu tư các cổ phiếu nhóm ngành bất động sản á, thì nên chờ những nhịp điều chỉnh và tránh FOMO thì những cái phiên này. Hoặc là nếu anh chị em nào muốn đầu tư vào nhóm ngành bất động sản thì anh chị em cũng có thể là lưu ý lại được, vì các phiên vừa rồi á, các cổ phiếu thuộc nhóm ngành bất động sản đã có tín hiệu dòng tiền vào rồi. Nên là chúng ta sẽ chú ý cái gì anh chị, chúng ta sẽ chú ý cái ngày T cộng 3 của cái phiên hôm qua về. Đấy, cái khối lượng hàng phim hôm qua về nè, đấy khối lượng hàng phim hôm qua về, nếu mà không có cái áp lực chốt lời thì đó sẽ là những cái tín hiệu cho anh chị em mua mới, anh chị em giải ngân mua mới ở những cái thời điểm phía sau. Thì đây là những cái tín hiệu mà Thành lưu ý cho anh chị em thôi, đối với cổ phiếu NTL. Hoặc đối với các cổ phiếu như là DG thì nó đã tăng cao rồi, anh chị em cũng cân nhắc ha. Còn đối với Nam Long thì anh chị em cũng sẽ thấy với cái phiên T cộng 3 của cái phiên thanh khoản lớn ngày hôm qua, phiên này về nếu mà có tín hiệu tích cực, giá vẫn giữ tốt thì chúng ta vẫn có thể là quay trở lại đầu tư cho cổ phiếu Nam Long này được. Nên là anh chị em lưu ý giúp Thành ở những nhịp này, chúng ta sẽ chờ cái tín hiệu T cộng 3 để mà chúng ta ra quyết định giải ngân cho mua mới hoặc là mua gia tăng đều được nha anh chị. Thì cái phiên cộng T cộng 3 thì nó sẽ rơi vào phiên thứ 6. Đấy, T cộng 3 của phiên hôm qua thì nó sẽ rơi vào phiên thứ 6. Nên là chị em cũng có thể là theo dõi và chúng ta sẽ cân nhắc ra lại. Còn với tín hiệu đáo hạn mới sinh á, thì trong những video này, video hôm nay thì Thành xin phép là Thành không có nhận định. Và sẽ để qua ngày mai Thành sẽ có một cái nhận định mà Thành đánh giá nó một cách khách quan nhất hơn là thời điểm hiện tại. Vì thời điểm hiện tại chúng ta vẫn chưa biết cái ngày mai thị trường sẽ xảy ra như thế nào, sẽ rất là khó để mà chúng ta đưa ra một cái nhận định chính xác và cụ thể được. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là Thành cũng sẽ nói về với anh chị em về các cổ phiếu cho báo cáo kinh doanh quý tư này thôi. Báo cáo kinh doanh quý tư này chúng ta sẽ chia làm hai phần, những cái cổ phiếu, những doanh nghiệp mang tính chất phục hồi. Phục hồi có thể là báo cáo kinh doanh quý tư của nó đang không tốt, nhưng mà phục hồi ở đây là phục hồi cho năm 2022. Đấy, cho những cái gần nhất là quý 1 năm 2022. Thì đó là cái tốc độ phục hồi của các cái cổ phiếu hoặc là cái tốc độ tăng trưởng. Thì tốc độ tăng trưởng thì nó sẽ hiện một cái báo cáo kinh doanh, báo cáo kết quả kinh doanh nó tích cực hơn. Thì đó là ở một số cái nhóm ngành khác, một số cái nhóm ngành tăng trưởng. Thành lấy ví dụ như là phân bón nè, hoặc là một số nhóm ngành như là ngân hàng cũng có thể sẽ có những ngân hàng tăng trưởng được, hoặc là công ty chứng khoán cũng có thể là công ty chứng khoán tăng trưởng được, hoặc là bất động sản cũng có sẽ có thể là những cái doanh nghiệp bất động sản tăng trưởng. Thì đó là chúng ta sẽ suy xét về cái báo cáo kinh doanh, nó sẽ có rất là nhiều câu chuyện để mà chị em chúng ta nói chuyện với nhau trong cái video này, để mà chúng ta bàn luận và chúng ta trao đổi. Kể cả việc nhóm ngành bất động sản cũng sẽ có sự phân hóa anh chị, nếu mà anh chị em đầu tư theo cái báo cáo tài chính á, thì nó cũng sẽ có sự phân hóa, thì anh chị em cũng sẽ lưu ý. Tiếp theo là các cổ phiếu như là SCR, là chúng ta thấy là hôm qua cũng có tín hiệu dòng tiền vào, thì chúng ta chờ đợi thôi, xem cái áp lực chốt lời nó có nhiều hay không. Đấy, nếu mà không nhiều thì chúng ta cũng thể cần cân nhắc theo dõi và mua vào trong những phiên sắp tới được. Thì đây là những cái tín hiệu rất là bình thường của một cổ phiếu đó. Anh chị em nào có đầu tư và có theo dõi nhóm ngành bất động sản thì chúng ta cũng sẽ lưu ý. Thì hôm nay KBC hoặc là các cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp khác ấy, như là SCC cũng có tín hiệu tăng tương đối tốt so với nhịp trước. Thì anh chị em nào có hàng thì đối với các cổ phiếu này Thành vẫn khuyến nghị là nắm giữ, Thành không có khuyến nghị là mình mua mới đối với các cổ phiếu này, vì cái vùng mua nó đã xa cái điểm mua của mình rồi. Và thay vì đó, trong video ngày hôm nay Thành sẽ trao đổi với anh chị em các cổ phiếu thuộc các nhóm ngành khác để cho anh chị em cái điểm mua nó tốt và nó tối ưu hơn, để mà chúng ta không tránh bị cái việc là chúng ta luân chuyển theo dòng tiền một cách sai lầm. Có nghĩa chúng ta thấy dòng tiền chạy qua nhóm ngành nào rồi thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta chạy theo với cái dòng tiền những cái nhóm ngành đó, thì nó chúng ta sẽ thường đi trễ một nhịp và đi trễ một nhịp như thế này. Đôi khi là những nhà đầu tư khác họ chốt lời và anh chị em hàng chúng ta chưa về kịp, chúng ta chưa thể chốt lời được. Thì đó là những cái góc nhìn của anh chị em của Thành đối với thị trường ở thời điểm hiện tại. Thì về thị trường chung thì Thành cũng chưa có thay đổi cái góc nhìn của mình đâu anh chị, Thành vẫn chưa đổi thay đổi cái ý kiến cá nhân của mình, bởi vì nó thị trường vẫn đang vận hành đúng với những gì mà chúng ta đã đặt ra ở thời điểm hiện tại. Thì với việc chỉ số duy trì cái đà tích lũy như thế này thì nó vẫn sẽ tạo cái động lực rất là phù hợp cho một cái nhịp tăng trong giai đoạn sắp tới. Thì việc duy trì quanh cái mốc từ 1.470 cho đến 1.480 như thế này trong một tuần, trong cả tuần này luôn, Thành vẫn đánh giá nó một cái tín hiệu tích cực cho thị trường chung ở thời điểm hiện tại. Nên là anh em cũng sẽ lưu ý. Và cái điểm tích cực chúng ta ở thời điểm bây giờ đó là tín hiệu cải thiện từ thanh khoản. Thì cải thiện Thành nghĩ ở đây phần lớn cải thiện đến từ nhóm ngành thép anh chị, có tín hiệu dòng tiền quay trở lại so với giai đoạn trước. Thì đây là những cái tín hiệu phù hợp, tương đối phù hợp đối với thị trường lúc bấy giờ. Thì chúng ta cũng sẽ thấy là cũng có dòng tiền bắt đầu quay trở lại rồi. Đấy, dòng tiền cũng bắt đầu quay trở lại và tích cực và khá hơn giai đoạn trước rồi. Thì đây vẫn là những cái cơ hội cho anh chị nào mình đang tham gia trên thị trường, mình cũng thể là cân nhắc mình có thể quay lại trở lại đối với các cổ phiếu trên thị trường để mà mình đầu tư được. Thì hôm nay Thành cũng sẽ làm cái video để chia sẻ các cơ hội đầu tư đó. Thì về những video trước chúng ta đã nói rất là nhiều về ngân hàng rồi. Thì ngân hàng ở thời điểm hiện tại Thành vẫn giữ cái quan điểm của mình là đầu tư theo một cái mục tiêu trung và dài hạn, và Thành không chia sẻ nhiều trong video hôm nay nữa để mà nó tránh lan man cho anh chị. Thì ngân hàng như Thành nói đó, các cái cổ phiếu mà Thành vẫn lưu ý đó là VIB nè,
Đây là các cổ phiếu mà anh chị em cũng có thể là lưu ý là được. Khi mà cổ phiếu test về cái mốc đâu đó quanh 42 hoặc là 42.5 này thì anh chị em cũng có thể là cân nhắc mình mua vào tại những cái vùng này được. Thì đây là về cổ phiếu VIB. Hoặc là các ngân hàng khác như là STB hoặc là LB Bank mới có ra tin là nhà nước thoái vốn ấy, thì hôm nay cổ phiếu tăng cũng tương đối tốt, thì chúng ta cũng sẽ lưu ý lại được trong những nhịp sau. Thì chúng ta thấy là khi mà cổ phiếu tăng lên á, những cái áp lực điều chỉnh như giai đoạn trước nó vẫn sẽ còn, nên là anh chị em cũng sẽ lưu ý giúp Thành những vấn đề này để mà chúng ta đưa ra quyết định chúng ta đầu tư vào cái cổ phiếu này nó như thế nào. Thế nên anh chị em cũng sẽ lưu ý lại cho Thành cổ phiếu LB Bank ở thời điểm hiện tại để mà chúng ta ra cái quyết định đầu tư cho giai đoạn sắp tới nha. Thì đây là về các cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng hoặc các ngân hàng vừa và nhỏ như là OCB nè. OCB hiện tại là test lại đường xu hướng giảm hoặc là đường xu hướng tăng, hoặc là MSB cũng tương tự như vậy, vẫn đang cho đà tích lũy. Thì anh em nào có đầu tư vào nhóm ngân hàng thì có thể là cân nhắc những nhóm ngành ngân hàng này, những cổ phiếu ngân hàng này để mà chúng ta mua tích trữ dần, hoặc là một cái cổ phiếu khỏe thuộc nhóm ngành ngân hàng. Thì đây là cổ phiếu anh chị em cũng có thể là lưu ý được. Anh chị em nào đánh ngắn hạn thì đây cũng là những cái thời điểm chúng ta quay trở lại chúng ta mua được đấy. Như Thành nói trong video ngày hôm qua đó, cổ phiếu điều chỉnh về mốc hỗ trợ quanh 49.x nè, quanh cái đường EMA 10 á, thì tại những vùng này anh chị em cũng có thể là tham gia được. Thì hôm nay cổ phiếu chạm về và bật lên trở lại, nó là một cái tín hiệu đáng mừng cho anh chị em nào đang nắm cổ phiếu TP Bank, hoặc là anh chị em nào có dấu hiệu muốn mua mới cổ phiếu này thì chúng ta cũng có thể là quay lại chúng ta tham gia được. Đó là một số cái cổ phiếu ngân hàng. Thì chứng khoán thì như Thành nói đó, ngân hàng thì cũng sẽ có những cái ngân hàng mà có kết quả kinh doanh tích cực trong quý tư này so với cùng kỳ, thì anh chị em cũng có thể theo dõi lại một số ngân hàng. Thành thấy là CDG ở đoạn này thì cũng có thể nhiều khả năng sẽ có một cái kết quả kinh doanh tương đối tốt đấy. Anh chị em nào có đầu tư thì chúng ta cũng có thể là theo dõi và chúng ta cân nhắc được đối với cổ phiếu CDG. Thì đây là ngân hàng nhà nước nha, nên là anh chị em nào có đầu tư thì chúng ta chú ý. Thành thì Thành cũng không ưu tiên ngân hàng nhà nước, thì trong ba ngân hàng nhà nước thì Thành có ưu tiên cổ phiếu CDG thôi, còn các cái cổ phiếu còn lại thì anh chị em cũng có thể là lưu ý các cổ phiếu ngân hàng khác như là Techcombank nè, MB Bank hoặc là ACB. Các ngân hàng nó thuộc dạng ngân hàng lớn mà ngân hàng tư nhân thì anh em cũng có thể lưu ý lại ở thời điểm này thôi. Còn cái việc mà mua mà đánh ngắn hạn ở thời điểm này thì Thành cũng không có khuyến khích. Đây là về các cái cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng, thì nó sẽ vẫn, Thành nghĩ nó vẫn sẽ duy trì được cái tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ và so với quý trước. Thì đây là những cái cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng anh chị em cũng có thể là lưu ý lại ở thời điểm hiện tại, và nhiều khả năng nó sẽ có một cái sóng mạnh sang quý 1 hoặc là quý 2 năm 2022. Thì anh chị em cũng lưu ý lại giúp Thành để mà đánh theo cái hướng là trung và dài hạn nó sẽ tốt và nó sẽ ổn định hơn. Thì đó là về các cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng và chứng khoán. Thì Thành vẫn nghĩ báo cáo tài chính kinh doanh quý tư này vẫn là một cái báo cáo tích cực thôi anh chị. Thì anh chị em nào có theo dõi nhóm ngành chứng khoán thì chúng ta cũng sẽ chú ý nha. Anh chị em đầu tư và báo cáo tài chính kinh doanh quý tư thì chúng ta cũng có thể là báo cáo kinh doanh mà theo hướng là tích cực và tăng trưởng so với quý trước và so với cùng kỳ, thì chúng ta cũng có thể là nhìn vào nhóm ngành chứng khoán ở thời điểm hiện tại. Các cổ phiếu lớn, các cổ phiếu thuộc lĩnh dẫn đầu thị phần như là SSI hoặc là VCI nè. VCI hiện tại cũng có những nhịp điều chỉnh tương đối tốt, thì anh chị em nào có tham gia thì chúng ta cũng có thể là cân nhắc được. Hoặc là VND nè. Đấy, đó là các cổ phiếu thuộc nhóm ngành chứng khoán để mà anh chị em chú ý, anh chị em lưu ý lại ở thời điểm này. Khi mà những cái nhịp điều chỉnh á, thì chúng ta cũng có thể là chúng ta tận dụng cái tham gia. Và ngoài những cái báo cáo tài chính kinh doanh quý tư ra thì chúng ta cũng có thể là theo dõi thêm những cái game tăng vốn, chẳng hạn như SHS hoặc là VCI sẽ có những game tăng vốn cho những giai đoạn sắp tới. Nên là anh chị em nào có đầu tư thì chúng ta cũng sẽ lưu ý đối với các cổ phiếu thuộc nhóm ngành chứng khoán để mà chúng ta đầu tư cho giai đoạn tới nó được tốt và nó được hiệu quả hơn. Và đặc biệt đối với các cổ phiếu này về báo cáo kinh doanh tích cực thì chúng ta nên lưu ý trong những nhịp điều chỉnh nó sẽ tốt hơn là chúng ta mua những nhịp hưng phấn, những nhịp tăng. Như anh chị em thấy là trong 3 phiên trở lại đây, nếu mà chúng ta mua cổ phiếu trong những nhịp xanh, những nhịp hưng phấn thì chắc chắn là chúng ta sẽ mua không được cái giá tốt rồi. Anh chị em cũng lưu ý giúp Thành ưu tiên những nhịp điều chỉnh giúp Thành để mà chúng ta hạn chế mua những vùng giá cao nhé anh chị. Đây là về các cổ phiếu thuộc nhóm ngành chứng khoán lớn, hoặc là các cổ phiếu nhỏ thì anh chị em cũng sẽ lưu ý lại thôi. Đây, các cổ phiếu như là MBS nè, MBS hoặc là BVS nè, hoặc là CTS. Đây, các cổ phiếu xanh sâu của các cái ngân hàng thì chúng ta sẽ lưu ý lại ở thời điểm này. Khi mà chúng ta thấy là những cái tin trái phiếu giai đoạn vừa rồi nó tác động tiêu cực đến các cổ phiếu này, và các cổ phiếu này vừa rồi cũng đã tăng nhiều rồi, nên những nhịp giảm, những nhịp điều chỉnh thì nó vẫn rất là phù hợp. Nên là anh chị em cũng có thể là theo dõi lại ở nhịp này, xem cái xu hướng của cổ phiếu và xu hướng dòng tiền quay trở lại đối với cổ phiếu hoặc là nhóm ngành như thế nào để mà chúng ta ra quyết định cho giai đoạn sắp tới. Thì nhóm ngành chứng khoán Thành nghĩ là nếu mà chị em đầu tư cho báo cáo tài chính kinh doanh quý tư lúc này thì nó vẫn rất là phù hợp, vì thời điểm hiện tại cho đến mà lúc mà chúng ta đón nhận những cái tin tức về báo cáo tài chính kinh doanh thì nó chỉ còn khoảng là 15 ngày nữa thôi, khoảng nửa tháng nữa thôi. Thì anh chị em chúng ta sẽ đánh vào cái thời điểm là khi mà kết thúc cái quý tư, chứ chúng ta không đánh vào cái thời điểm là báo cáo kinh doanh quý tư nó ra anh chị. Bởi vì khi báo cáo kinh doanh quý tư ra là đó là những lúc anh chị em đã chốt lời. Anh chị em cứ hình dung ở thị trường chúng ta ở hồi tháng 7 đi anh chị. Ở tháng 7 là ở tháng 4, tháng 5, tháng 6 là cái thời kỳ hưng thịnh nhất của nhóm ngành ngân hàng, chứng khoán và thép.
Thì Thành lấy ví dụ nhóm ngành ngân hàng thôi. Thì sau khi kết thúc cái quý 2 đó, thì sang quý 3 người ta đánh giá các ngân hàng bắt đầu có dấu hiệu nợ xấu và doanh thu và lợi nhuận có dấu hiệu suy giảm so với những giai đoạn trước, thì bắt đầu có những cái tín hiệu điều chỉnh và tốc độ tăng trưởng của ngân hàng sẽ không được duy trì ở 2 quý cuối năm nữa. Thì bắt đầu ngân hàng lại có những cái tốc độ điều chỉnh và tốc độ điều chỉnh rất là mạnh. Thì tại sao, nếu mà chúng ta thấy là cái thời điểm mà công bố báo cáo kinh doanh bán niên hoặc là báo cáo kinh doanh quý 2 á, nó vẫn sẽ rơi vào đâu đó khoảng tháng 7 anh chị, chứ nó không nằm ở tháng 6 anh chị. Đấy, nên là những cái giai đoạn ở khi mà báo cáo tài chính kinh doanh nó ra thì đó là những lúc giá điều chỉnh rồi. Nên là chị em lưu ý là giúp Thành, khi mà chúng ta đón nhận những cái báo cáo tài chính, những cái tin tức đó, thì phần lớn là 80-90% nó đã phản ánh vào giá hết rồi. Nên là cái việc mà chúng ta theo dõi một cái doanh nghiệp, một cái kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, chúng ta nên theo dõi ở giai đoạn cuối quý, thì đó là cái mục tiêu chúng ta đánh cho thời điểm đó. Nên là chị em nào có xu hướng là đánh cho giai đoạn cuối quý đó, thì chúng ta cũng sẽ lưu ý. Thì đây là về nhóm ngành chứng khoán, một trong những cái nhóm ngành mà có kết quả kinh doanh tích cực trong quý, trong quý tư hoặc là có thể là cả năm nay. Tiếp theo là về nhóm ngành thép. Nhóm ngành thép thì về tổng chung lại kết quả kinh doanh của nó vẫn là tích cực, vẫn có xu hướng là tăng trưởng. Tuy nhiên cái tốc độ và cái duy trì cái tốc độ tăng trưởng đó nó sẽ hụt hơi hơn so với những quý trước. Vì thế nên giá mới giảm và giá mới điều chỉnh, và cái động lực tăng giá giai đoạn sắp tới thì nó không còn được quá nhiều. Nên là Thành cũng sẽ lưu ý và Thành sẽ cân nhắc lại thôi, như Thành nói ở đầu video. Thì những cái phiên này chỉ mang tính chất phiên hồi kỹ thuật, nên là anh chị em nào có hàng thì chúng ta cũng có thể là nắm giữ, còn việc mua mới thì Thành nên chờ đợi những cái điểm mà những cái vùng mà nó phù hợp hơn để mà anh chị em đầu tư ở thời điểm hiện tại. Thì đây là những cái động thái đối với các cái cổ phiếu thuộc nhóm ngành thép. Tiếp theo là cái nhóm ngành bán lẻ. Nhóm ngành bán lẻ thì ở đây chị em hình dung là chúng ta đầu tư vào nhóm ngành bán lẻ là chúng ta đầu tư theo xu hướng phục hồi là chủ yếu. Phục hồi nhé chị, ở đây nói chính xác hơn là phục hồi là chủ yếu, vì cái tốc độ phục hồi của nhóm ngành bán lẻ nó sẽ rất là nhanh và sẽ rất là mạnh khi mà nền kinh tế được mở cửa trở lại. Và giai đoạn vừa qua anh chị em cũng thấy rồi, các cái cổ phiếu bán lẻ tăng một cách rất là nhanh chóng. Đối với các cổ phiếu và cổ phiếu tăng mạnh nhất thì có thể nói tới là FRT, vì FRT hiện tại nó đang có cái chuỗi thuốc Long Châu, nên là anh em nào có đầu tư thì chúng ta sẽ biết. Thì cái nhu cầu về dược phẩm của chúng ta ở thời điểm hiện tại cũng đang rất là nhiều và rất là lớn, thì anh chị em cũng có thể là hình dung là cái nhu cầu của dân, và người ta đang kỳ vọng, nhà đầu tư đang kỳ vọng cái đà phục hồi của cổ phiếu này. So với những giai đoạn trước thì giai đoạn trước anh chị em cũng biết rồi, FRT kinh doanh cái chuỗi nhà thuốc Long Châu này thua lỗ rất là nhiều, nhưng mà từ cái giai đoạn dịch lên thì cái việc kinh doanh của FRT nó bắt đầu nó khởi sắc hơn rất nhiều, cái lũ Long Châu khởi sắc hơn rất nhiều, và nó đã đem về lợi nhuận trong những quý trước rồi. Thì đây là những cái tín hiệu tích cực đến từ FRT. Đương nhiên đó là những câu chuyện quá khứ, chúng ta đã bàn trong quá khứ rồi, thì ở thời điểm hiện tại giá nó đã phản ánh phần lớn nào rồi, và Thành cũng không có khuyến nghị anh chị em vào các cổ phiếu này nữa. Tuy nhiên nếu mà chúng ta đầu tư vào các cái cổ phiếu thuộc nhóm ngành bán lẻ và cho mục tiêu phục hồi á, thì chúng ta cũng có thể là chú ý lại các cổ phiếu khác được. Thành lấy ví dụ như cổ phiếu BES nè. BES chúng ta thấy là sau một cái nền dài tích lũy thì giá cổ phiếu đã tăng và tăng tương đối tốt, và cũng có tín hiệu là dòng tiền quay trở lại. Thì đây là một cái tín hiệu tích cực, và cổ phiếu hôm nay cũng có áp lực điều chỉnh quanh cái vùng kháng cự phía trên là quanh giá 34, khi mà cổ phiếu vươn tới vùng đó. Thì cái nhịp điều chỉnh này Thành thấy nó cũng rất hợp lý anh chị, nó cũng không phải là một cái nhịp điều chỉnh gì quá tệ đâu. Thì đối với anh chị em nào đang cầm giữ cổ phiếu này thì mình vẫn ưu tiên cầm giữ, còn anh chị em nào đang muốn mua mới cổ phiếu này thì trong phiên giao dịch ngày mai, nếu mà cổ phiếu có những cái nhịp điều chỉnh, những nhịp rung lắc thì đó là những cái lúc anh chị em chia tỷ trọng ra mua, hoặc là anh chị em nào an toàn hơn nữa thì có thể là đợi cái phiên dòng tiền lớn này về, đó là rơi vào thứ hai tuần sau, để mà chúng ta ra quyết định là có mua và có đầu tư vào cổ phiếu này hay không. Bởi vì ở thời điểm hiện tại cái vùng kháng cự phía trên là quanh giá 34 nó khá là gần, vì thế là cái áp lực bán, cái áp lực điều chỉnh nó cũng sẽ có. Nên là chị em nào có mua mới thì chúng ta cũng sẽ cân nhắc. Rồi đối với Thành thì BES Thành đã mua ở vùng 30-31 rồi, nên là Thành cũng không ngại cái việc nắm giữ ở thời điểm này đâu. Nên là chị em nào có hàng cổ phiếu BES thì và theo những khuyến nghị giai đoạn trước của Thành á, thì có thể là nắm giữ cổ phiếu này được. Và ngoài ra các cổ phiếu thuộc nhóm ngành bán lẻ khác như là MWG nè, ở thời điểm hiện tại MWG giữ giá tương đối là ổn, thì đây là một trong những cái cổ phiếu là thuộc nhóm trong rổ VN30, nên là ít nhiều nó cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cái phiên đáo hạn phái sinh. Nếu mà có những cái tín hiệu rung lắc thì ở đây chúng ta vẫn chưa thể nói trước được là phiên đáo hạn phái sinh có rung lắc hay không, nhưng mà ít nhiều các cổ phiếu này cũng sẽ bị ảnh hưởng và bị tác động. Nên là cái việc anh chị mua vào thì chúng ta nên chọn cái mức tỷ trọng vừa phải thăm dò ở thời điểm này, và chúng ta chờ nó xác định một cái tín hiệu cụ thể thì chúng ta sẽ gia tăng thêm tỷ trọng cho mình. Đối với các cổ phiếu như là MWG, chúng ta thấy là cổ phiếu xây nền rất là tốt nè, và giá vẫn duy trì ở những cái vùng mức thấp bên dưới và thanh khoản vẫn duy trì ở vùng thấp, và dòng tiền lớn đã vào những nhịp trước đó rồi, thì việc anh chị mua vào ở thời điểm này thì anh nghĩ cũng rất là phù hợp cho anh chị em nào có cái vốn hóa lớn và thích đầu tư vào cổ phiếu MWG ở thời điểm này. Thì anh chị em cũng lưu ý giúp Thành những cái tín hiệu để mà anh chị em ra cái quyết định đầu tư ở thời điểm hiện tại.
Tiếp theo đó là cổ phiếu Masan. Masan thì Thành thấy ở là thời điểm tại cổ phiếu đang có cái vùng kháng cự là 160 nè. Hiện tại vùng này Thành cũng không có khuyến nghị mọi người đầu tư nữa đâu. Nên là anh chị em nào có cổ phiếu thì có thể nắm giữ thôi. Đây là cái cổ phiếu bán lẻ mà nó đã tăng rất là tốt trong giai đoạn trước đó rồi, Thành cũng không có khuyến nghị anh chị em đầu tư nữa. Anh chị em cũng sẽ lưu ý giúp Thành. Và ngoài ra là các cái cổ phiếu bán lẻ như là DGW nè. Đây là DGW thì ở thời điểm tại đang có xu hướng là test về đường MA 50, cũng là cái vùng hỗ trợ trước, vùng nền trước quanh đâu đó 120. Thì anh chị em sẽ theo dõi cái nhịp test này. Nếu mà cổ phiếu có tín hiệu bật lên trở lại thì chúng ta sẽ quay trở lại chúng ta tham gia. Thì cái điểm tích cực của DGW á, chúng ta thấy là cái tín hiệu dòng tiền lớn chị. Dòng tiền lớn đã vào những phiên trước đó rồi thì đây là tín hiệu rất là tốt, và đến thời điểm hiện tại thì dòng tiền lớn nó vẫn chưa thoát ra, thì ở thời điểm này nó đang điều chỉnh về những cái vùng giá mua của dòng tiền lớn, thì đây là cái cơ hội để anh chị em quay trở lại, anh chị em đầu tư vào cổ phiếu này. Cho anh chị em nào đánh có xu hướng đánh ngắn hạn thì chúng ta cũng có thể là tham gia được. Đây là về cổ phiếu DGW, anh chị em nào có đầu tư thì chúng ta sẽ lưu ý trở lại. Thì đó là về các cổ phiếu thuộc nhóm ngành bán lẻ, và thêm một cái nhóm ngành nữa mà Thành kỳ vọng thì báo cáo kinh doanh nó sẽ tích cực ở trong quý tư, đó là nhóm ngành phân bón. Thì phân bón ở đây Thành chỉ lưu ý một vài cổ phiếu thôi, anh chị em nào có lưu ý cổ phiếu khác thì cũng thể là để lại bình luận ở phía bên dưới chúng ta cùng nhau trao đổi. Còn đối với Thành thì Thành sẽ lưu ý một vài cổ phiếu để mà anh chị em cân nhắc thôi. Thì ở thời điểm tại Thành vẫn đang lưu ý cổ phiếu DCM. DCM thì hôm nay có tín hiệu dòng tiền vào cũng khá tốt thôi, mà nhưng mà chúng ta sẽ thấy là áp lực chốt lời ở vùng phía trên tương đối nhiều, và cái kháng cự phía trên cũng đang khá là mạnh, nên là có những cái áp lực chốt lời thì chúng ta cũng sẽ chờ xem những cái phiên mai, xem cái dòng tiền nó vào tiếp như thế nào, và cái lực cầu nó ra sao, nó có hấp thụ lại cái áp lực cung ở phía bên trên hay không. Thì đó là những cái lúc mà chúng ta có thể là quyết định chúng ta mua gia tăng thêm tỷ trọng cho mình đối với cổ phiếu DCM ở thời điểm này. Thì đối với cổ phiếu này Thành đã khuyến nghị anh chị em mua thăm dò trong video ngày hôm qua rồi, anh chị em nào có mua thì chúng ta cũng sẽ cân nhắc, hoặc là anh chị em nào muốn mua mới thì cũng trong biên độ này, ngày mai trong biên độ này chúng ta cũng có thể là mua được quanh vùng 37-38. Thì ở đây anh chị em lưu ý giúp Thành, đây vẫn là một cái cổ phiếu mà Thành đáng lưu ý ở thời điểm này để mà anh chị em có thể là ra quyết định thăm dò trước và chờ đợi cái tín hiệu bứt phá đến từ khối lượng đó, thì chúng ta sẽ gia tăng thêm. Thì đây là các cổ phiếu thuộc nhóm ngành phân bón. Và tiếp theo là cổ phiếu DBM. DBM thời điểm tại là nó vướng cái đường xu hướng giảm trong ngắn hạn và nó chưa vượt được cái đường này, và thời điểm tại nó tiếp tục tích lũy lại. Nếu mà nó vẫn duy trì cái đà tích lũy này tốt đó, thì chúng ta cứ vào thăm dò trước và chờ đợi tín hiệu dòng tiền quay trở lại thì chúng ta sẽ tham gia, chúng ta sẽ gia tăng thêm tỷ trọng cho mình. Thì đối với cổ phiếu DBM. Và tiếp theo đó là về cổ phiếu LAS thì hôm nay đã có tín hiệu vượt đỉnh rồi. Cổ phiếu này hôm qua Thành đã có khuyến nghị mọi người rồi, quanh vùng giá 24.x nè, nó test về cái đường ngày mai 10 đó, thì đó là những lúc anh chị em tham gia vẫn rất là ok. Anh chị em nào có thích cổ phiếu LAS thì chúng ta cũng sẽ cân nhắc ở thời điểm hiện tại. Trong những nhịp điều chỉnh hoặc là những cái nhịp dòng tiền lớn này về nè, chúng ta thấy nếu mà áp lực điều chỉnh không quá lớn á thì chúng ta sẽ quay trở lại chúng ta tham gia cũng rất là ok. Thì đây là về nhóm ngành phân bón, thì một trong những cái nhóm ngành mà nó có dự đoán là có báo cáo tài chính kinh doanh tích cực trong giai đoạn sắp tới, và những cái nhóm ngành mà đầu tư theo kỳ vọng, theo triển vọng, đó là về nhóm ngành đầu tư công. Đầu tư công là đầu tư theo kỳ vọng, theo triển vọng rất là nhiều, thì các cổ phiếu đầu tư công nó cũng đã tăng rồi, thì về việc tham gia thì Thành cũng không có khuyến khích anh chị em tham gia ở thời điểm này nữa, hoặc là anh chị em nào có muốn tham gia thì nếu mà tận dụng tốt cái nhịp điều chỉnh đó, nhưng mà giá cổ phiếu có điều chỉnh, Thành lấy ví dụ như cổ phiếu LCG có điều chỉnh về quanh 22 thì đó là lúc chúng ta tham gia, còn nếu mà cổ phiếu vẫn duy trì cái đà tăng thì chúng ta nên cân nhắc tín hiệu ở thời điểm hiện tại. Tiếp theo là cổ phiếu FCN, thì đây là các cổ phiếu mà nó đã tăng rồi, Thành không có khuyến nghị anh chị em tham gia nữa, nên là anh chị em lưu ý giúp Thành để mình tránh cái tình trạng mua đuổi. Hoặc là HHV có những nhịp điều chỉnh test về vùng hỗ trợ phía bên dưới là quanh 25.x nè, thì đây là những vùng anh chị em có thể tham gia được. Còn nếu mà cổ phiếu tiếp tục tăng thì anh chị em cân nhắc giúp Thành cái tỷ trọng khi mà chúng ta tham gia vào cổ phiếu ở thời điểm hiện tại. Đây là các cổ phiếu thuộc nhóm ngành đầu tư công, thì nó cũng đã tăng nhiều trong giai đoạn trước đó rồi, nên cái việc tham gia chúng ta cũng sẽ cân nhắc một chút. Thêm vào đó là các cổ phiếu thuộc mảng nguyên vật liệu thì chúng ta sẽ thấy là cái việc nguyên vật liệu thì chúng ta sẽ thấy có KSB là một cái cổ phiếu thuộc ngành đá, thì chúng ta sẽ thấy là cổ phiếu ở thời điểm hiện tại đang test lại cái đường MA và chưa thể vượt được cái đường xu hướng giảm này, thì cái nhịp test cũng tương đối ổn, thì Thành cũng sẽ duy trì cái nhịp là theo dõi lại đối với cổ phiếu này, xem cổ phiếu test lại cái mốc 38x này như thế nào, đây nơi các đường MA đang hội tụ lại với nhau là xem cái cổ phiếu test lại cái mốc này như thế nào. Nếu mà bật lên lại được từ mốc này thì chúng ta có thể là cân nhắc tham gia nhịp sau, còn nếu mà cổ phiếu chưa vượt được cái mốc này, cổ phiếu rơi khỏi cái mốc này thì chúng ta cũng sẽ cân nhắc những cái nhịp nó điều chỉnh về cái vùng hỗ trợ phía bên dưới thì chúng ta sẽ quay lại. Đó là về cổ phiếu KSB, nên là anh chị em nào có đầu tư thì sẽ lưu ý giúp Thành những cái tín hiệu này để mà chúng ta chọn lựa một cái điểm mua nó tốt và nó phù hợp hơn. Tiếp theo là cổ phiếu BLC. BLC ở thời điểm tại Thành thấy tín hiệu tương đối tốt anh chị.
một cổ phiếu về nhóm ngành nhựa đường thì Thành thấy tín hiệu ở đây tương đối tốt, khi mà chúng ta thấy là hôm nay vừa rồi có tín hiệu bứt phá khỏi cái vùng biên độ tích lũy này. Đây là một cái tín hiệu mà chúng ta mong chờ đối với cổ phiếu BLC. Nếu mà anh chị em vừa rồi cái phiên này chúng ta không vào được thì chúng ta sẽ chờ đợi thêm những cái phiên khi mà áp lực, khi mà cái dòng tiền này về này, T3 là sẽ rơi vào khoảng thứ sáu. Nếu mà áp lực bán không quá lớn hoặc là có những cái nhịp điều chỉnh về đâu đó khoảng 42, 43 thì tại những vùng này anh chị em mua hoàn toàn được, rất là ok đối với cổ phiếu BLC. Nên là anh chị em nào có đầu tư thì chúng ta cũng sẽ cân nhắc trong những nhịp sắp tới. An toàn thì chúng ta chờ dòng tiền lớn, và dòng tiền lớn này về nếu mà áp lực chốt lời không quá nhiều thì chúng ta cũng có thể là chúng ta cân nhắc nếu là quay trở lại chúng ta tham gia được. Thì đây là về các cái cổ phiếu thuộc mảng đầu tư công về vật liệu xây dựng. Vật liệu xây dựng thì lúc này chúng ta đang có xi măng, mà xi măng Thành thấy ở thời điểm hiện tại đang chỉnh khá là nhiều, nên là cái vị thế mua mới thì Thành cũng không ưu tiên. Trước đây Thành cũng đã không ưu tiên anh chị em cái vị thế mua mới rồi, nên là anh chị em nào có đầu tư và đang nắm giữ thì Thành cũng sẽ cân nhắc cái tỷ trọng giúp mình. Nếu mà anh chị em mua nằm vào cái vùng giá nó tương đối cao thì anh chị em cũng sẽ cân nhắc giúp Thành nha. Đấy, BCC thì nó chỉnh không nhiều bằng HT1, nhưng mà chúng ta cũng sẽ cân nhắc và chúng ta lưu ý với những cái tín hiệu bán trong phiên này là có, nên là chị em cũng sẽ lưu ý lại thời điểm này đối với cổ phiếu thuộc nhóm ngành xi măng. Tiếp theo là các cổ phiếu thuộc nhóm ngành nhựa, anh chị nhựa cũng sẽ hưởng lợi từ đầu tư công, chẳng hạn Thành lấy ví dụ là AAA thì hôm nay có tín hiệu dòng tiền vào tương đối tốt, và khi mà chúng ta thấy là cổ phiếu đang chạm cái vùng kháng cự quanh đâu đó khoảng giá 19 nè, thì nhiều khả năng cổ phiếu cũng sẽ có những cái nhịp điều chỉnh quanh vùng này. Nếu mà anh chị em nào có đầu tư thì chúng ta cũng sẽ cân nhắc những cái nhịp điều chỉnh hoặc những nhịp test về, đó là những lúc anh chị em có thể là quay trở lại tham gia được, vì cổ phiếu đang trở lại cái đường xu hướng tăng tương đối tốt. Nên là anh chị em nào có đầu tư vào cổ phiếu AAA thì chúng ta cũng sẽ lưu ý trong những nhịp điều chỉnh thì chúng ta sẽ quay trở lại chúng ta tham gia. Thì đây vẫn là một cái tín hiệu tích cực cho cổ phiếu thôi, nên là anh chị em nào có đầu tư thì lưu ý những cái nhịp này giúp Thành. Tiếp theo đó là về cổ phiếu BMB nhựa, thì chúng ta có nhựa Bình Minh. Chúng ta sẽ thấy là những cái tín hiệu phục hồi tương đối tốt, mà sau khi tăng một phiên thì có hai phiên tích lũy lại, và sau đó phiên thứ ba là phiên tăng tiếp và dòng tiền tiếp tục vào, thì đây là một cái cổ phiếu một tín hiệu tương đối tốt. Nhưng tuy nhiên cổ phiếu đang có cái vùng kháng cự là quanh 60, thì anh em cũng sẽ lưu ý cái vùng này quanh 60.x nè. Đây, cổ phiếu đang chạm cái vùng kháng cự phía trên, nên là anh chị em cũng lưu ý cái vùng này giúp Thành. Và ngoài ra thì đây vẫn là một cái cổ phiếu thanh khoản tương đối thấp, nên là việc mua bán cũng sẽ khó khăn. Nên là anh chị em nào đầu tư cái vốn hóa nhỏ thì chúng ta có thể lưu ý thôi, còn anh chị em nào đầu tư cái vốn hóa lớn thì chúng ta nên cân nhắc đối với cổ phiếu MBM. Thì chúng ta cũng sẽ chờ đợi những cái tín hiệu tích lũy lại, nếu mà cổ phiếu duy trì cái nhịp tích lũy tốt đó, thì chúng ta sẽ tham gia lại ở những nhịp sau. Đấy, thì chúng ta an toàn thì chúng ta cứ chờ dòng tiền lớn này về rơi vào ngày thứ hai tuần sau. Nếu mà áp lực bán không quá nhiều thì chúng ta sẽ cân nhắc chúng ta quay trở lại chúng ta tham gia. Đấy, thì đây là tùy vào cái tình huống của cổ phiếu ở thời điểm hiện tại. Thì đó là về nhóm ngành nhựa và một số nhóm ngành vật liệu xây dựng. Thì đây là các cái nhóm ngành mà Thành có lưu ý cho mọi người á. Bất động sản thì chúng ta sẽ có thêm TCH này. TCH thì ở thời điểm hiện tại có tín hiệu là vượt cái đường xu hướng giảm tương đối tốt đấy chị. Anh chị em nào có theo dõi thì chúng ta cũng sẽ lưu ý ha. Cổ phiếu TCH vượt cái đường xu hướng giảm tương đối tốt và chờ những cái nhịp tích lũy lại, những cái nhịp điều chỉnh về đâu đó khoảng 23x á, khoảng 23 quanh 23 đó, thì đó là những vùng mà chị em tham gia vẫn rất là ok thôi. Đối với cổ phiếu TCH ở thời điểm hiện tại, những nhịp điều chỉnh, những nhịp test là cũng sẽ có, nên là anh chị em cứ chú ý đi, những cái nhịp điều chỉnh chúng ta sẽ quay trở lại chúng ta mua. Thì đó là về các cổ phiếu thuộc nhóm ngành bất động sản. Và ngoài ra thì các cổ phiếu mà có tính chất phục hồi khác, đó là về cổ phiếu dệt may và cổ phiếu thủy sản. Vì khi mà nền kinh tế mở cửa trở lại, mọi thứ được khai thông á, thì các nhóm ngành này là các nhóm ngành đi đầu trong cái việc phục hồi và tăng trưởng trở lại. Thì anh chị em cũng sẽ lưu ý đối với các cổ phiếu như là TNG thì ở thời điểm tại về nhóm ngành dệt may thì nó đã tăng rồi, Thành cũng không có chưa có khuyến nghị tham gia vội. Với cái phiên dòng tiền lớn, phiên bùng nổ phiên trước đó đó, thì Thành cũng sẽ chờ phiên ngày mai xem cái áp lực chốt lời của nó như thế nào, hoặc là cái nhịp điều chỉnh của nó ra sao để mà Thành ra quyết định mua mới cho cổ phiếu này. Thì đối với TCM, TNG thì anh chị em cũng sẽ theo dõi lại những cái nhịp sắp tới nha. Tiếp theo là cổ phiếu VGT. VGT thì anh chị em thấy là sau một cái phiên tăng thì hôm nay là có những cái tín hiệu điều chỉnh test về lại cái đường EMA 10, thì Thành nghĩ nhịp test này nó là hoàn toàn hợp lý thôi. Nên là anh chị em nào có đầu tư vào VGT thì chúng ta cũng sẽ cân nhắc trong những nhịp test về, thì đó là những cái nhịp mà chúng ta tham gia được về quanh EMA 10 hoặc là về quanh cái đường xu hướng ở phía bên dưới này, đó là những cái vùng chúng ta tham gia. Thành thấy rất là an toàn cho cổ phiếu VGT, nên là anh chị em nào có đầu tư thì chúng ta cũng sẽ cân nhắc ở cổ phiếu VGT ở thời điểm này. Đó là về nhóm ngành dệt may. Hoặc là nhóm ngành thủy sản thì Thành có chú ý các cổ phiếu như là VHC nè. VHC thời điểm tại thì chúng ta chờ nó điều chỉnh về đi anh chị. Thành vẫn chưa khuyến nghị anh chị em mua mới vội đâu, hoặc là anh chị em nào có mua gia tăng thì cũng chờ nó điều chỉnh nha. Thành cũng không có bây giờ mua gia tăng hay mua mới gì, Thành cũng ít khuyến nghị tham gia trong những cái nhịp tăng nóng lắm. Thành sẽ ưu tiên những nhịp điều chỉnh, chẳng hạn như test về được xu hướng lại quanh 62.x nè. Hiện tại vùng này chúng ta sẽ quay trở lại chúng ta tham gia thôi, cái vùng này rất là ổn để mà anh chị em tham gia vào cổ phiếu VHC và chờ đợi những nhịp bứt phá giai đoạn sau. Tiếp theo là cổ phiếu ANV. ANV thì chúng ta sẽ có cái vùng hỗ trợ quanh 34, thì đây là cái vùng, những cái vùng anh chị em cũng có thể là quay trở lại chúng ta tham gia được cho cổ phiếu trong những nhịp điều chỉnh, những nhịp test về. Nếu có tín hiệu lực cầu quay trở lại thì chúng ta sẽ quay trở lại chúng ta tham gia. Thì đây là về các cổ phiếu thuộc nhóm ngành thủy sản. Dệt may khi nãy Thành có để ý hai nhóm
hai cổ phiếu rồi, đó là TNG và VGT. Còn ngoài ra thì chúng ta sẽ để ý thêm cái cổ phiếu thuộc nhóm ngành dược. Ở đây Thành có lưu ý cho mọi người thôi. Nếu mà mọi người có thích nhóm ngành dược thì chúng ta lưu ý cổ phiếu DVN cũng được. Thì DVN hiện tại đang có cái kháng cự là quanh 28 nè. Nếu mà cổ phiếu có những nhịp điều chỉnh trong một hai phiên tới thì chúng ta sẽ quay trở lại tham gia được. Bởi vì cổ phiếu đã có tín hiệu dòng tiền lớn vào những phiên trước đó rồi. Thì trong những nhịp điều chỉnh anh chị em có thể là ưu tiên quay trở lại tham gia đối với cổ phiếu này. Anh chị em cũng sẽ lưu ý nha, cổ phiếu đang test cái xu hướng rất là tốt đó. Hôm nay chạm bật rời rất là tích cực thì anh chị em cũng có thể là tham gia được vào cổ phiếu DVN ở thời điểm hiện tại. Anh chị em cũng cần lưu ý ở thời điểm này cho cổ phiếu DVN. Thì một số cái cổ phiếu anh chị em có thể là cân nhắc cho giai đoạn sắp tới để mà chúng ta đầu tư nó được tốt và được hiệu quả hơn. Anh chị em nào có muốn đầu tư vào các cổ phiếu này thì chúng ta cũng sẽ lưu ý ha. Để đây là cái cơ hội cho anh chị em nào có cái dòng tiền mới muốn tham gia vào thị trường, là cái cơ hội để mà anh chị em nào đầu tư vào bất cứ kỳ chính kinh doanh quý tư, hoặc là nếu mà anh chị em nào đang đầu tư không hiệu quả thì có thể là cơ cấu sang các cổ phiếu này để mà chúng ta cải thiện cái hiệu quả đầu tư của mình nó được tốt hơn và nó được tích cực hơn trong giai đoạn sắp tới. Nếu mà anh chị em nào cần cơ cấu danh mục thì có thể liên hệ Thành thông qua số điện thoại dòng chữ chạy ở phía bên dưới đó. Thành có để thông tin lại phía bên dưới để mà Thành hỗ trợ cơ cấu lại danh mục cho các anh chị mà một cách hoàn toàn miễn phí để mà anh chị em đầu tư hiệu quả thôi. Và nếu anh chị em nào thấy video hay thì có thể là bấm vào nút đăng ký kênh và để lại cho Thành một like để Thành có động lực làm nhiều video chia sẻ về cái góc nhìn đầu tư ở thời điểm hiện tại cũng như là giai đoạn sắp tới để mà anh chị em đầu tư tốt và hiệu quả hơn. Thì xin chào và tạm biệt anh chị, chúc anh chị em có một cái buổi chiều tối thật là vui vẻ, một phiên giao dịch ngày mai thật là thành công nhé.